Con Phụng Hoàng Kìa, có Phụng Hoàng kìa. đó Có là rồng. con dòng ngân hàng. Ý là chứ thích Phụng Hoàng chứ không thích rồng đúng không? Bây giờ ở đây có bốn thằng nè, bốn thằng YouTube, mỗi thằng thiên gốc bên xe này chơi Ừ, chút. giống như cái bản nhạc gì nhảy qua nhảy lại á, Không. Chắc đạo gì chứ chứ là đạo đạo không vụ. Đó, hôm nay ngay quán là má sưng quán nước bất ổn là có một người đã ra đi, và hôm nay là cái lễ đưa đi. Đó, gì chức thì đang ngồi trong đây xem, gì chức thấy sao gì chức? Không gì hết á, sao lắc đầu buồn gì chức? chất sao chết tâm nghĩ giờ bị chết như thấy vậy chứ Tâm buồn quá vậy tâm trạng chức đang căng chậm. tại người vô thường quá chứ ha rồi chứ có ba đứa cháu à không có bị thôi chứ trời thấy ơi sao chết rồi nữa không chết hỏi hả mẹ ở đây mẹ sao mẹ đó. Giờ mọi người đang đứng đây rất là đông. Anh nhiêu tuổi vậy anh? Ơi chứ khỏi tuổi liền. Anh nhiêu tuổi vậy anh? Khỏi gì? Anh càng tay nhiêu tuổi vậy? Sao tao biết được? Tao bao quá, hỏi hoài. Đang ngồi suy tư nha, đang suy suy tư. tư, không biết là mình sẽ đi về đâu nha mọi người. Đang cứ này đang bối rối nên chứ không có nói gì được luôn. Nãy chứ nói dữ lắm, giờ hết nói nổi luôn. Ôi chức nói đi chức, sao im ru vậy? Cái này lắc đầu luôn thì chức. Cuộc đời chức ghế trôi về đâu hả? Ở khúc này thấy chức rất là buồn nha cả nhà. Thôi đừng có khóc gì chức. Nín nhầy chức đừng khóc nha. Đó. Chức mới kêu khô cá chỉ ra đó, mọi người vô vô cái gì vô giờ còn có họp không? Đây chích ra, đây chích ra. Tôi ơi, ba muốn vào ăn bẩn. Bẩn? Còn cái gì đâu anh? Ăn có bẻ mới mua ăn hết trơn à. Đúng cho cô hồn quá. Nghỉ ăn rồi. Nghỉ ăn quê rồi. Đó, mua con cá đuối làm lẹ. Cái gì cũng xinh hết á. Ăn gì mà bạn? Ăn miếng cha. Chứ còn miếng thôi chứ. Trời ơi, dịch tay luôn. Dịch trên tay luôn. Bây giờ chỉ đổi dịch trên tay luôn. Làm cả, em ăn được miếng. Miếng nữa đi lại. Hơi mỏ. Anh ơi, lấy cho dứt thêm 10 miếng nha anh ơi. Không có nha. Đưa họ được 25 ngàn bánh tráng trộn, đưa 25 ngàn đây. Nè, dứt trả lại nè. Ăn không? Ăn vào vặn. Đi mua. Ủa, chị nước này gì dứt có đổ vô cái ly chứ không, sao còn xíu gì nãy còn nửa chai. Chắc vậy rồi. Chắc vậy rồi, chế vô rồi. Nãy còn nửa chai giờ còn có 1 miếng. Miễn có ăn thôi. Ra lấy một chai bánh cù rồi. Cho xài ớt nhiều quá. Xài ớt nhiều, 30. Nhiều. 30. Sao mà làm đỡ bà đã cho đi gần bà đó. Bị bóng mới được nha, chuẩn bị nha. Bị bóng mới vô nha mọi người. Bóng mới vô là mình phải làm lẹ tay nha. Không nước biển, ngu vậy. Nước biển giờ chứ không kịp à. Vô tới là xong rồi. Cái vòng trước là vòng cuối á, em chụp trước anh đẩy qua một vòng cái gì sưng má chồng đưa quá. Còn đúng một cái nịt luôn. Ô có bún ngon cũng hả? Tỉnh lắm dễ mặn bật chua ở cùng. Tỉnh một cái ma tợ. Sao chứ ăn cay gì chứ?
mấy người ăn chay cay dữ lắm á, chất dữ đúng luôn á, đúng gì chất dữ luôn á. Lên trước anh ơi. Anh, thêm 10 con nó chơi chất nha. Lộn quân tụi nó già. Tính gì chất nha, 10 con nó chơi chất nha. Đó giờ con cũng dịch lên nữa nha cả nhà. Vô. Miếng bay kỳ quá, em tiếp lại bỏ ớt nữa cho mày sợ. Cha này giờ chúng ý ớt cào rồi. Để ớt qua đây chút ăn cái kia. Ê bỏ ớt ai nha chứ xài. Gửi luôn à. Đâu dám chồng mình chơi hoàn tốt gì tụi má thấy quay dùng quá gấp hoài dớt hoài à. Cái ruột vịt á chơi miếng thôi hoàn tốt rồi sao vậy anh? Dễ bị gây ra bệnh hoạn, nó ớt bằng cái gì á, nó làm chất gì á, chất không ý giỡn đâu coi chứ ăn không chứ ai ăn đâu, nói sớm quá vậy. Ăn đã dạng cũng hết luôn rồi anh Dứt. Mà thấy cái chữ yếp mình nó màu vàng đò biết cái gì. Chữ S rồi mới cắt sạch sẽ hết, nó không vàng. Vàng không ạ? Xong rồi, tính tiền rồi. Trăm đô lát cho bạn. Còn mình canh mua mấy con ăn tạo. Rồi chứ ăn ngon lành luôn nha. Phát nghẹt mà ngon. Dẫu á. Chất. Đang ăn gì vậy? Đang ăn gì vậy? Phát nghẹt rồi chứ giờ. Hết phép rồi. Đang đem xong chuỗi rồi ha. Ngon kìa. Thì đúng quá. Ê cô gì đâu hết rồi. Có đứa nó lại. Đuổi rồi ha. Ê 10 con ở nhà chứ. Đuổi cho chồng tôi. Ở đó là xưởng mầm này. Xưởng mầm này là sao? Là đó, đó là cho ta đó. Là hai chị ăn với con phiền. Ôi nàng với con phiền cũng chắc luôn. Chứ cầm về đi chụm giúp đi. Cầm chụm giúp như nước không ạ. Cái gì nhất? Bằng bằng bằng. Bằng 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 bằng. Ê bậy rồi nha. Dán chịu ai biển lo ngựa. Hẹn đi, ngựa là nhịn ăn. Hàng còn xài nghe Dứt. Rồi Dứt làm gì? Ủa Dứt kêu món gì nữa bao bắt không đứng chờ vậy? Có đâu mà. Kêu mỗi lại một mò một con đi. Ừ. Anh có mực làm mỗi lại một con gì chứ anh không mực. Dán chịu nha, ông làm nó trả tiền. Tao bóc nè, ăn bóc gì chứ ăn cho. Tao nói không. Mày chét đường, chét ớt cả. Mày giỡn mặt tao hả? Đó, chết ăn nha. Miếng gì chứ? Có mày không ơi. Ê khu cụ coi. Chưa chết. Đợi cái này luôn. Chết ăn này chết. Trời ơi ông tìm nó nè, bỏ không bỏ vô ba lô. Thôi chứ không có ăn răng mà nhai kỹ khới luôn á. Chậm kêu quýnh này chứ. Để rồi. Giống giang hồ quá, cầm cây rồi. Giống như đang cái kiểu vô tay lên đó, hồi xưa đi học á. Trả lời á. Ừ. Em trả lời Trần Thị Chức. Ở Hồ Thị Đỉ. Rồi chứ không có găng mà nhai ngon lành luôn nha. Ông chết ở bảo Chức cả nha. Chơi nói cho nãy giờ Chức nói cho nước uống chứ. Con nói tiêu rồi. Chai nước em nãy còn nửa chai giờ còn có một miếng á. Thì chứ cái gì cũng đổ vô cái ly của gì chứ hết á. Ủa cái chậu bông mua qua nay chưa tặng gì tới quyển nha. Nạp luôn đi chứ. Đi hoài để cho ăn hơn anh gì
chơi đồ giả nó lấy đi. Đúng rồi, ai chơi đồ giả nó chơi chơi đồ thiệt. Ủa nay có đem khăn giấy ra mày chứ? Không, hôm qua còn bật đó. Lại nghe mùa thiếu, thiếu bồng lạnh nó không lấy gì. Chứ mua đâu nhiều chứ? Trăm ngàn. Trăm ngàn mà bông giả quả gì? Trăm ngàn nó mắc không quý vị. Hỏi quý vị khán giả rồi. Dứt. Múa gì chứ đang múa. Ăn xong chừa miệng chút. Ông Dứt đừng có chọt bậy bạ lỡ cái con mất giống luôn rồi Dứt. Đợi sợ chết luôn rồi. Vì giờ cây đó sắt không lỡ trúng vô đầu, đau lắm, trúng vô cái đầu gì đó nó chết. Đâu. Đó hồi lấy vợ. Hay chứ không ngát lắm. Mấy nhỏ bệnh đâu quết đó, bà cắt da lâu quá lầy á. Chứ. Tháng này nó phát phiếu nhiều lắm. Nhớ đi lãnh phiếu không? Mới 15 tháng 6 à, tháng 7 kìa. Còn tháng nữa. Sao tới cái gần tháng 7 đi chứ có đi vượt hồ không? Nửa tháng. Đi không? Đem thêm túi 3.000 đi. Má chồng cái gần tháng 7 này má chồng cúng gì? Chết. Má chồng người ta nhìn người ta hoài. Má chồng người ta nhìn ta nữa, trai lắm luôn á. Mình lén hoài à. Thấy đẹp quá. Thấy đẹp quá. Lén nó mới chơi gì đâu. Bà già tới. Bà có 40 không? Đưa đây coi coi. Xe đám ma không biết ông đó bao nhiêu tuổi nữa. Chính bà 40. Ông đó bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. Ủa chỗ. Nè bữa nay số tôi đi đám ma cái số xe là 639. Bà lên đi bà. Dạ rồi. Đi đám ma kia má Thịt Cửa Long đó. Xe tăng 4639. Đâu ngoại. Dạ. Đâu ngoại vô. Đi đám ma 40 có ông với 55 ngoại ngó ơi. Ngoại vô đi đứng cái chức mà bán chức coi chừng gì chức nghe chức lòn tại sao ghê lắm á. Chức có lẻ tay lắm á. Trời ơi. Ngoại vô canh đi ngoại. Bà có 51. Đó thì chức cũng may ủng hộ với số ngoại này lắm nha cả nhà. Ủng hộ hoài rồi cậu. Ủa hôm nay thứ hai thứ ba. Hôm nay thứ tư. Thứ ba con. Thứ ba 310 hai cây á, hai cây á qua một cây à, ngày bên ngoại bán nhiêu cờ ngoại 100 hả? Bị gì qua đây gọi đi đó ma gọi có bán 347 ma má Kim Tử Long á tối là ngoại đi xe gì ra cái đám ma ở đâu ở bên tước bên cái gì là khu dân dân cư Bến Lức Long An hả chưa tới khu dân cư gì đó quận 8 á dân cư chợ Đại Phúc á Hồng đi qua mồng đi thẳng qua. À chung cư Đại Phúc không? Dạ. Tối thì quậy với thứ 311 nè thử. Tối á là quậy với một cái cậu kia. Còn ban ngày là đi xe 311. Rồi. Còn này chắc ủng hộ hai cờ. Bác Thiên Hạ. Dậu ơi, dậu chán về dậu ơi. Trời ơi, mua bịch chuyện nhỏ thiếu vậy. Dậu. Chán về à. Kính mẹ lắm. Trời ơi, chị già tao với thư bữa ăn rồi vậy vậy trời. 25. Lấy tiền cho ngoại. Ba chục với ba. Trời chứ đưa tiền cho ngoại vô chứ. Tao với Vinh Cường. Bà với bà muốn chi đâu, bà chi đi rồi hả? Bà chi con mô đã rồi. Nè ngoại. Bà ăn đi. Khác mẹ. Trời ơi, nói câu sáng mắt bà có mắt tôi vậy. Có bỏ tiền mua ai là mày mua. Kè nó mua luôn, kè nó giấu về cho chồng nó ăn kìa. Rồi, hai dế hả? Rồi, cảm ơn nhiều. Trời, hai dế hả? Vậy con nó mua giống không? Giống phân bữa rồi. Ông giống là qua giải quyết liền có gì chứ. Thấy buồn bịch nó giấu luôn để về cho chồng. Ôi trộm này 30 dữ vậy. Cái cuộn mà phải không? Nghe mà chưa tháo bịch ra gì chứ. Trời ơi cái bịch không tháo ra lát sau gấp.
Ôi chứ cứng đầu lắm nha cả nhà. Ủa xong ăn đi kìa, mở ra lại mở vô. Đâu làm móng rồi má. Không bao chửi nữa kìa. Nè, qua giải quyết rồi. Nè, có gì nói không? Hôm nay 15 ngàn cái gì chức hỏi? 25. Chị chức nói 15 kìa. 15 hả? Bà đi mô đi. Là bộ đi mô đi. Ôi, ta ăn, có ăn lời cái gì đâu. Chị chức giỡn á. Giận lắm luôn hả? Dạ. Ăn cái này nè, anh tình khóc. Quạt tha. Xôi á, giọt. Bà diễn ra bỏ vô. Bỏ nước bò, bỏ trong tư thanh vô nữa. Ăn là bá cháy luôn á. Chế miếng ngọt vô. Đổ miếng nước sôi vô, nó nấu ăn. Ăn cùng giống ngoài thì ăn. Em mua uống với số ủng hộ ngoại chứ. Chứ giờ là sướng nghỉ bán hoài chứ. Ừ, dạo này lên rồi. Bán ngồi. Ghen không? 30 câu không bán nổi rồi. Đừng có 30 ngàn à. Đúng rồi, 30 ngàn không nổi. Biết là tính tiền mà. Hồi xưa cầm cầm tiền triệu trên tay giờ 30 ngàn ăn không nổi, nghe chán gì đâu hết trời. Mai ba má chồng đi luôn bữa đi. Gì? Dẫn má chồng ăn đi. Tháng 7 dắt má chồng đi chỗ nào không có ăn. Giật cô hồn. Tối giờ nhỏ giờ chứ có giật cô hồn lần nào chưa? Không, nó lẹ không con. Chết đáng này ngủ má chồng đi giật cô hồn chứ. Làm nữa đi. Lấy nhang chích nó chạy ra mình bưng mâm bà ngu vậy. Người ta làm kỹ. Làm kỹ mới lâu gì chứ. Ai chứ làm 3 phút 5 phút là xong rồi. Đâu có sạch sẽ đâu. Người làm không ý kiến sao chứ ý kiến gì. Thôi đưa cái hộp này đi. Bà lì quá nha. Ăn nữa đi. Chức ăn là coi như hộp đó bỏ luôn á. Uống nước miếng rồi. Uống nước miếng rồi chị hư sao dám ăn nữa. Tại nên là tháo kiếm mà quen rồi không. Cái bán này đâu có ngon đâu mở ba. Ôi chứ chọt chọt vô đó kêu con mở. Nãy con hỏi mở trước chị chứ không chịu. Bây giờ ngọt gì không thèm lắm. Ừ. Gồng là gồng dữ lắm rồi. Mà nghe chị Hư nói câu ăn trước đi mừng thì chết luôn. Nãy giờ ngồi gồng dữ lắm á. Hết luôn chứ làm hết hộp luôn chứ. Lùi vô luôn chứ. Bẻ quá ăn hết trơn hộp này bẻ gì lên. Không thấy xài nhiều mà ơi. Cô bò không sao trước ăn. Không thấy ớt. Có đó, trộn lên đi. Cay lắm á chứ ở đâu không thấy ớt. Ăn thử đi mà cay biết mùi gì nữa. Đó hộp bánh chén gì chức mua 25 ngàn nha cả nhà. Đó nhìn cũng hấp dẫn nha, ăn thì chưa biết làm sao nha, chất lượng thì sao chưa biết, nói chung nhìn là hấp dẫn đó. Bán này rồi là sao chứ giờ bán đi. Thời gian bán này nè. Ý giá chưa? Ủa con có làm gì đâu mà kiện đổ thừa con. Nào gặp cũng thấy ăn hết trơn. Anh Bảo. Anh Bảo. Anh Bảo ăn không? Anh Bảo ăn không? Anh Bảo chồng em đi móc đùm. Còn tối muốn ba. Móc bực đi móc đùm. Móc đùm là gì? Đánh lùm đó. Rồi thôi còn cũng xin kết thúc clip ở đây nha mọi người, đón xem những clip sau của còn nha. Bye bye nha cả nhà. Nhờ mọi người xem nhớ cho còn một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký nha cả nhà. Bye bye.